Em xin chào tất cả các anh cầu thủ đã quay trở lại video 457 của kênh em. Và video này thì sẽ tiếp tục những con máy nha các anh, size từ 2000 cho tới tầm 7-8000 này. Mình câu đa dạng nha, có những dòng Daiwa Emblem và Shimano Navi này cho các anh lưu lóc, lưu chuyển. Và những con máy full hợp kim, câu đơn, ngâm lăng xê, đánh lục, đầu cần, lục xa bờ này, đánh biển, đánh sang hàng đều được hết ạ. Và hôm nay thì bên em về được một con máy Abu nha các anh, Abu Garcia nè, con này thì của Bangladesh nha, Bangladesh xuất Nhật, nó có chế độ xả nhanh này, thích hợp cho các anh câu lưu luôn. Và cần thì tiếp tục lên những cây cần mới nè, cần 2 khúc, chiều hôm nay là cần 2 khúc, cần lô cần mới về nha các anh, thích hợp đánh đơn âm lăng xê luôn. Và những cây này có những cây độ cứng cao này cho các anh đánh bạo lực, câu biển săn hàng, câu chì to này, câu đáy, có những cây độ cứng 200-300 nha, em sẽ lên phía cuối video. Và một vài mẫu cần dây trong độ cứng cao luôn ạ. Hôm nay thì đa số độ cứng cao hết. Và cuối cùng sẽ có một cây ngọn của cần cắm gốc nha. Ngọn của cần cắm gốc này. Cây này thì mới tinh luôn. Mới 90-95%. Còn khoen là khoen xích. Em sẽ lên cuối video ạ. Và giá bên em báo thì chưa bao gồm phí ship. Phí ship mỗi đơn máy sẽ là 30.000. Còn đơn cần là 40.000 một đơn. Các anh đặt hàng thanh toán trước hoặc đặt từ 2 sản phẩm trở lên thì bên em sẽ bao phí ship ạ. Các đặt hàng vui lòng liên hệ số điện thoại em có ghim trên màn hình nha, hoặc là kết bạn Zalo với em qua số điện thoại 0933 111 365 ạ. Đầu tiên là một con Daiwa Liberty này, lớp 2000, size thực máy size 2000, và con này là hàng Việt Nam xuất Nhật ạ. Gài cước hoạt động còn tốt này, còn lăn sáng. Dòng này thì thân sẽ là carbon, còn cối nó là cối kim loại. Cước số 2 vào 150, cước 3 vào 100m nha. Còn dây BE dây 1 vào được 200, 1.5 vào được 150. Này, thân carbon cối kim loại. Có ABS nha các anh. Tay quay của máy cũng là tay quay kim loại luôn. Hoạt động vẫn còn tốt này. Một chiều, hai chiều êm mượt. Tình trạng là lâu ngày không sử dụng nè, cũng có hơi thiếu dầu mỡ nha. Này, hơi thiếu dầu mỡ. Lưỡi gà nè, đầy đủ nha các anh. Mã số 1, giá con này 320.000. Máy mã số 1 nha, giá 320.000. Này, mình về thêm dầu mỡ vào là được ạ. Và tiếp theo mã số 2 ạ. Số 2 là một con máy Daiwa, con này dòng Emblem, khoảng tầm 2.000-3.000 nha các anh. Thích hợp lưu lóc, lưu chuyển luôn. Này, Daiwa Emblem tay quay đôi nè, tay quay kim loại. Gập được nha. Mà cái núm tay quay của nó này, nó bị sứt cái nút cao su bên ngoài thôi. Mình về mình tháo ra cho nó thẩm mỹ hơn, cầm quay vẫn bình thường. Nên nó không ảnh hưởng gì lắm nha các anh. Tháo núm cao su này ra mình vẫn quay bình thường nè. Xe thực khoảng tầm 3.000, thích hợp canh lưu lóc, lưu chẽm luôn hoặc câu đơn ngâm. Thân carbon, cối kim loại. Nơi biên sóng, lưỡi gà đầy đủ nè. Gài cước còn nhạy và còn lăn sáng. Xe 3.000 thì cước số 3 canh sẽ vào được 150m, còn cước 4 vào được 100 nha. Máy có chốt chặn một chiều. Hoạt động nè, không xào không lắc. Rất nhẹ mượt nha canh. Lưu lóc, lưu chẽm lên nơi, lấy máy này nha. Nhẹ mượt luôn, hai chiều đây. Mã số 2, máy mã số 2 giá 450.000. Con này mã số 2 giá 450.000 ạ. Xe thực tầm 3.000. Và tiếp theo là mã số 3. Mã số 3 sẽ là một con máy Shimano dòng Navi XT 3.000. Xe thực máy cũng sai khoảng tầm 3.000 ạ. Này lóc chuyển hoặc con cầu đơn, đánh ngâm đều được hết. Và con này là hàng Malaysia xuất Nhật. Thân carbon, cối kim loại. Mô pin sóng, lưỡi gà đầy đủ này. Gài cước của nó hoạt động vẫn còn ngon lành luôn, làm cước sáng nha. Và cước thông số cước thì cước số 2 sẽ vào 220, cước 3 vào được 150 và cước 4 vào được 100m ạ. Shimano Navi XT 3000, dòng này thì nó sẽ chạy tới 4 bạc đạn nha các anh. Và hoạt động thì có ABS này, có thắng ABS. Tay quay kim loại luôn này, tình trạng thì cũng hơi thiếu dầu mỡ nha, mà tay quay có thể gập này. Thiếu dầu thôi, chứ hoạt động vẫn còn rất là mượt nha các anh. Thiếu dầu nên tiếng kêu của nó hơi khô. Hơi khô một tí. Máy chạy tới 4 bạc đạn nha. Hỗ trợ tải cái rất là khỏe nè. Và con này có mã số 3 giá 470.000. Máy mã số 3 giá 470.000 ạ. Size thực 3.000. Tiếp theo mã số 4 là một con Shimano dòng Mid 300 ạ. Size thực của máy size khoảng tầm 5.000. Thích hợp cho các anh câu đơn, ngâm lăng xê, câu sông hồ nè, hoặc là mình đánh lục được nha. Con này hàng Japan rồi, những dòng máy hợp kim này đa số hàng Japan hết.
máy full kim loại luôn ạ, tay quay cũng tay quay kim loại này, nguyên zin Shimano, size thuộc khoảng tầm 5.000, tầm 5.000 nha các anh. Và con này cước 5 của nó vào được 345m, cước 6 vào 300, cước 7 sẽ vào 240m ạ. Gà cước đây vẫn còn tốt, còn lăn sáng ạ. Này, máy hãng Shimano nha, tay quay đều đổ trái phải được hết. Này, lô máy hôm nay em lên chỉ trừ con Abu này thôi, còn lại đổi tay quay được nha. Này, có chốt chặn này. Này, nhẹ tên luôn nha các anh, mới đẩy nhẹ cái tay quay thôi nè. Đấy, máy quay nhẹ tên luôn. Một chiều có tiếng kêu nè. Còn đây là hai chiều. Này, các anh muốn đánh bạo lực thì nên lấy những dòng này nha, máy rất là khỏe luôn và hoạt động tốt này, nhẹ. Và mã số là số 4, giá con này 420. Máy mã số 4 giá 420.000 ạ. Và tiếp theo mã số 5 ạ. Tiếp theo mã số 5 sẽ là một con máy Abu Garcia Cardinac nè, 1302. Size thực của nó khoảng tầm 3.000 nha các anh. Lưu lóc, lưu chẽm, câu đơn, câu ngâm đều được hết ạ. Và con này là hàng Bangladesh xuất Nhật nha các anh. Made in Bangladesh này, Abu Garcia. Cước số 3 sẽ vào được 150m nha, cước số 4 sẽ vào được khoảng tầm 100. Và con này chạy tới 4 bạc đạn ạ. Này, máy chạy 4 bombering và ratio 5.2 nha các anh, ratio cao kết hợp luôn, thân carbon cố kim loại, gai cước nhạy. Và con lăn cước của nó đây vẫn còn rất là sáng nha. Mô pin sóng này, và tiếng lưỡi gà thì nó kêu hơi nhỏ một tí, nhưng mà vẫn kêu. Này, xài thực khoảng tầm 3.000. Và nó có cái sải nhanh nha các anh. Đây, sải nhanh này, mình chỉ cần bật nút này, mình sải cước và mình quay thôi. Này, thu dây nha. Này, có sải nhanh. Này, rất là tiện nha các anh, rất thích hợp cho những anh câu lua. Này, lùa lóc lùa chẻ, mình vừa chơi mình vừa sưu tầm nha. Này, còn đây là hai chiều của máy nè. Ngoại hình nước sơn thì còn được khoảng tầm 80-85%, nhưng mà lâu ngày không sử dụng nên là nó cũng hơi khô dầu mỡ này. Này, tiếng kêu nó hơi khô nha các anh, thiếu dầu mỡ này, nhưng mà ngoại hình thì cũng còn tương đối tốt. Và mã số là số 5, giá con này 950.000. Máy mã số 5 nha, giá 950.000. Và tiếp theo mã số 6 là một con Daiwa dòng Spotlight ST3 ạ. Size thực máy size khoảng tầm 5.000. Con này 5.000 luôn, ngâm lăn xê hoặc là đánh lục, đầu cần đều được hết ạ. Và dòng này thì sẽ full hợp kim nha các anh, tay quay kim loại luôn, gặp được này. Xài thực 5.000, cước số 4 của nó vào được 400m, cước 5 320 và cước 6 vào được 260. Mô pin sóng này, giữ gà kêu đầy đủ luôn và gà cước đây. Còn nhạy nha, còn lăn cước sáng. Tay quay thì có thể đổi trái phải được hết. Và ratio ghi sẵn là 4.8 ạ. Một chiều, máy có chốt chặn. Con này thì nó hoạt động không tiếng kêu nha các anh. Và đây là hai chiều, dành cho các anh mà mình thích không có tiếng kêu thì nên lấy con máy này. Mã số 6 giá 330. Máy mã số 6 nha, giá 330.000. Tiếp theo mã số 7 là một con Shimano ạ. Con này cũng rất là bạo lực luôn nha các anh. Shimano dòng GS5 này. Này, và size thực của máy thì size khoảng tầm 6.000. Con này tầm 6-7.000 nha. Máy size rất là lớn này. Các anh đánh lục xa bờ, câu biển, câu săn hàng đều được hết. Gai cước hoạt động còn tốt, còn lăn sáng. Và dòng này thì full hợp kim rồi, tay quay kim loại luôn. Khi em ship á, thì em sẽ vặn có ốc này nè. Đây. Còn khi các anh nhận hàng á, các anh vặn chặt có ốc này vào giúp em. Đấy, mà mình xoay rất là chắc chắn nha. Đây. Khi ship thì phải gặp tay quay và tránh tình trạng nó bị gãy tay quay. Và đổi trái phải được nha các anh. À, em quên báo con Abu nha. Abu thì nó không đổi tay quay được nha các anh. Abu không đổi tay quay được, một bên tay trái thôi. Đây, còn con máy này thì đổi được nha. Full hợp kim. Cước số 7 vào được 280, cước 8 240 và cước 10 vào được 200m ạ. Size thực khoảng tầm là 6-7.000. Này, cái cối của nó to hơn con máy 5.000 một tí nha các anh. Size 6-7.000 này, đánh lục xa bờ đầy được hết. Có chốt chặn. Và đây em cũng mới quay nhẹ nè. Này, máy rất là mượt mà luôn. Tiếng kêu rất là bạo lực nha các anh. Còn đây là hai chiều. Này, quá mượt luôn ạ. Rất là mượt, thì mới quay nhẹ thôi nè. Máy hoạt động cực kỳ tốt nha. Con này mã số 7 giá 570.000. Máy mã số 7 giá 570. Và tiếp theo mã số 8 ạ.
số 8 là một con Olympic dòng Letgo 300VO. Xe thuộc máy xe khoảng tầm 4-5 nghìn. Dòng này các anh đánh ao hồ này, câu hồ dịch vụ nha, mà đánh xong câu ngâm lăn xê đều được hết. Hàng Japan này, máy rất là khỏe, chạy khỏe nha các anh. Khi em ship hàng thì em cũng gặp tay quay như này nè, các anh nhận hàng mình chỉ cần gặp cái tay quay ra là nó sẽ tự bung ra nha. Có này thì nó dạng tự động nè. Và radio ghi sẵn là 4.67. Cước số 6 của nó sẽ vào được 240, cước 8 vào được 180m, size thử khoảng tầm 4-5 nghìn. Gạt cước nhạy, con lăng vẫn còn sáng. Máy full hợp kim nha, con này thì không có tiếng gửi gà này. Và tay quay có thể đổi được trái phải, có chốt chặn một chiều. Máy rất là khỏe nha các anh, rất bạo lực, không xào không lắc luôn. Và tay quay thì mình đổi trái phải đều được hết. Đây, size thực khoảng tầm 4-5 nghìn nha. Ngâm lăng xê đánh lục đầu cần được. Mã số 8 giá 450. Con này mã số 8 giá 450 ạ. Và tiếp theo mã số 9 là một con máy đa qua nha các anh. Dòng printer ST1005B này. 1005 là tên máy nha, không phải size thực của máy đâu. Này, con này nó ghi 1005 nhưng em so với máy 2000 cho các anh xem này. Đây, size thực của nó đâu thể nào 1005 được. Này, thấy không? Con này khoảng tầm 5 nghìn nha. 4-5 nghìn. Và thông số cước, cước số 5 vào 210, cước 6 vào 170 và cước 7 vào được 140m ạ. Hàng Japan, thân hợp kim, cối nhựa mũ. Và con này tay quay của nó là kim loại luôn. Gặp được ạ. Size thực 4-5 nghìn. Ngâm lăng xê lục đầu cần hoặc anh có thể đánh biển. Tiếng lưỡi gà rất là bén này. Gà cước còn nhạy và con lăng cước sáng ạ. Tay quay thì mình đổi trái phải đều được hết. Có chốt chặn một chiều và hoạt động có tiếng kêu. Còn đây là hai chiều của máy. Một chiều, hai chiều hoạt động rất là tốt nha. Mã số 9 giá 330. Máy mã số 9 giá 330.000. Và tiếp theo là mã số 10. Mã 10 là một con máy khoảng Ryobi nha các anh. Con này dòng Ryobi Powerful 400GL này. Và size thực của máy thì size khoảng tầm 8-10 nghìn nha. Con máy này size lớn, size 8-10 nghìn. Full hợp kim, tay quay kim loại luôn. Này, các anh kéo nút xuống này là mình có thể gặp tay quay vào được. Một viên sóng, lưỡi gà đầy đủ luôn. Và như con này nó có cốt này. Đây, có cốt trợ lực to, đánh biển kéo cá rất là khỏe nha các anh. Nó sẽ hỗ trợ các anh này. Tránh cong cốt này. Gà cước nhạy và con lăng cước sáng ạ, màu nâu bóng luôn. Con này thông số cước của máy, cước 6 vào 295, cước 7 250 và cước 8 vào được 210. Radio ghi sẵn là 3.1 ạ. Có chốt chặn một chiều. Và dòng này nó cũng có bật tắt tiếng kêu này. Đây. Đây là một chiều tắt tiếng kêu. Còn cuối cùng sẽ là hai chiều nha. Hai chiều thì không tiếng kêu rồi, vì mình cũng ít khi sử dụng đến hai chiều, nó không cần thiết lắm nha các anh. Có một chiều chốt chặn và tắt tiếng kêu. Này, bật tắt tiếng kêu thoải mái. Và dòng này thì nó sẽ chạy 3 bạc đạn. Mã số 10 giá 520. Máy mã số 10 giá 520.000. Và tiếp theo thì em lên cần nha các anh. Lên cần, đầu tiên là một cây cần tay G-Dub này. G-Dub chiều dài 3m6. Cây này thì nó có tem chống hàng giả nha. Các anh cào cái dòng này thì nó sẽ ra mã số này. Tem chống hàng giả cho mình. 3m6 thích hợp cho các anh vẫy rô giết hoặc là cá suối, cá mương. Có đi kèm nắp chụp. Và những cái cây này á, thì để chung với cần á, nó sẽ bị xây xước do va chạm nha các anh. Nhưng mà bên trong của nó thì vẫn còn mới đẹp. Và cây này ngọn cần ngọn 0.7 ly nha các anh. Những cây này thì hàng công ty thanh lý nè, hàng còn mới chưa qua sử dụng nha. Phôi carbon xoắn nên là độ mới của nó sẽ trên 95% nha các anh. Chỉ là nó sẽ bị xây xước cái lóng ngoài cùng. Vì để chung với cần ấy, nó bị va chạm nha, xây xước lóng ngoài cùng thôi. Còn bên trong thì mới. Và độ cứng cây này thì khoảng tầm 3.5H, 3.5-4H ạ. Dòng này thì nó mềm này, ngọn cũng tương đối, nó không quá mềm. Nó vừa đánh nha, không quá cứng cũng không quá mềm luôn, cho các anh đánh có cảm giác. 36 kết hợp vẫy rô giết hoặc là dòng cá suối, cá mương nha. Ngọn 0.7 ly, trọng lượng 140g. Cái này mã số 1, giá cần 480.000. Cần mã 1, giá 480. Tiếp theo mã 2 là một cây chiều dài 5m4 này. Cái này phôi carbon xoắn toàn thân luôn.
5m4, thích hợp cho các anh câu sông tự nhiên hoặc đánh hồ dịch vụ nha. Dòng trôi chép này 5m4. Những cây này thì số lượng còn rất là ít, có những cây thì chỉ còn có những mã này như GW36 này chỉ còn một cây duy nhất thôi nha các anh nhanh tay. Và cái này thì ngọn cần sẽ là ngọn 1.1 ly, đầu bu xoay 360 độ chống xoắn, phôi carbon xoắn từ lóng ngọn cho đến gốc luôn. 5m4 thì nó sẽ đi kèm tổng cộng là 6 lóng cho các anh, 6 lóng nha, 5m4 nè. Phôi nó xoắn toàn thân và còn bên trong còn rất là mới nên là em xin phép bước nhanh một tí nha các anh. Cái này thì 5m4 cần ra thẳng tắp luôn, độ cứng khoảng tầm là 4-5h ạ. Ngọn cần 1.1 ly, trọng lượng của nó là 215g. Cây này mã số 2 giá 450.000 nha. Cây này mã số 2 giá 450.000 ạ. Chiều dài 5m4 này. Này 5m4 mã 2 nha. Và tiếp theo mã số 3. Mã số 3, cây này thì 6m3 nha các anh. Cũng thích hợp cầu săn hàng, nạt dòng trôi chép, đánh hồ dịch vụ, phôi carbon xoắn toàn thân luôn. Và đây là họa tiết ở tay cầm của nó nha. Ngọn cần là ngọn 1.1 ly, còn có đi kèm nắp chụp đầy đủ này. Ngọn 1.1 ly, đây em mở ra xem. Đầu bu xoay 360 độ chống xoắn luôn, phôi xoắn từ lóng ngọn cho đến gốc nha, xoắn nổi toàn thân. Chiều dài 6m3 ạ. Và cái này thì cần đi kèm tổng cộng là 7 lóng nha các. Cái này cần sẽ đi kèm tổng cộng 7 lóng. Ra rất là thẳng, những cái này thì cần không võng đâu các anh yên tâm. Cứ các bạn Zalo em sẽ gửi chi tiết cho các anh xem. Và độ cứng của nó khoảng tầm là 4-5h nha. 6m3, 4-5h. Ngọn 1.1 ly. Và trọng lượng của cây này sẽ là 309g. Mã số 3 giá 590.000. Mã số 3 giá 590.000 ạ. Này. Phôi xoắn toàn thân nha các anh. Chiều dài 6m3. Và tiếp theo là một cây cần là máy ngang này. Cây này máy ngang dạng hi chi cho các anh ngồi câu bì nha, câu bì câu thuyền. Này, mở anh xem, chiều dài cần là 2m5. Và độ cứng của cái này thì khoảng tầm là 10 nha các anh. Độ cứng tầm 10 này. Mềm nha, dịu, thích hợp cho các anh ngồi bì ngồi thuyền mình câu này, dòng cá cong vút cây cần luôn. Chất liệu của nó là carbon nha. Phôi carbon, còn dàn khoen đi kèm sẽ là khoen hãng nè. Khoen còn rất là sáng. Nước sơn màu vàng nè. Còn hoảng Suzumi. Bát là bát hãng, bát vặn luôn. Và tay cầm cán mút này, tay cầm cán mút. Ngọn 0.7 ly, trọng lượng 124g. Và cái này mã số 4 giá 550.000. Còn mã số 4 giá 550.000 ạ. Và tiếp theo mã số 5. Số 5 là một cây cần 2 khúc chất liệu Fib ạ. Cây này của hãng Daiwa, chiều dài 1m8. Và độ cứng cần cao nha các anh. Độ cứng cây này khoảng tầm 80-100 nha, 80-100 nè. Và đầu bu rồng rọc xoay 360 độ luôn. Dàn khoen cũng sẽ là khoen rồng rọc. Này, khoen rồng rọc nha. Tay cầm cán gỗ này, nước sơn màu đen, hồng bát là bát hãng, bát vặn. Cần rất là khỏe nha. Cái này thích hợp cho các anh đánh bạo lực câu biển nè. Đai qua 1m8, hồi mình đứng trên thuyền mình câu nè, nó cũng khá là nhỏ gọn, 1m8 thôi. Ngọn 3.9 ly, trọng lượng 482g. Mã số 5 giá còn 300.000. Cái này mã số 5 giá 300.000 nha. Và tiếp theo mã số 6. Mã số 6 ra một cây cần 2 khúc chất liệu Fib. Thích hợp cho các anh câu ngâm lăng xê này. Chiều dài cây này là 2m1, độ cứng 50 ạ. Của Hàn Quốc xuất nhập nha các anh. Nước sơn nó hai màu nè. Đây cây này Alpha Tucker nha. Hãng Alpha Tucker. Và phôi là phôi Fib ạ. Dạng Fib đỏ. Còn khoen đi kèm sẽ là khoen Fuji lõi sứ đen ạ. Fuji sứ đen, khoen cái nó khoen 3 chân nè, còn lại là khoen 2 chân hết. À, tới đây nè, đây khoen 3 chân tới đây nha, còn trên này là 2 chân nè, khoen 2 chân. Bát là bát Fuji, bát vặn, tay cầm cán mút luôn. Ngọn cây này sẽ là 2.5 ly, trọng lượng 235g. Còn mã số 6 giá 450.000, chất liệu Fib nha các anh, mã 6 giá 450. Tiếp theo mã số 7 là một cây cần 2 khúc của hãng Daiwa này. Daiwa Kenzaki luôn nha. Này cây này phôi rất là đẹp nha các anh, hàng carbon luôn này, chiều dài 2m1, độ cứng 120, thích hợp cho các anh câu biển. Này thích hợp câu biển nha. Này nó có đi kèm một cái túi mà không phải túi zin của nó đâu nha các anh, túi đựng thôi.
2m1, độ cứng 120, có hai khúc nha, phôi xoắn nổi toàn thân. Và cái này đã từng đánh biển qua nên là nó có bị muối ăn chân khuy nha các anh. Nhưng mà sứ bên trong thì vẫn còn sáng đẹp nè, nó không ảnh hưởng đến sứ bên trong đâu. Khuyên Fuji sứ xám có phát quang này. Bát ra bát Fuji luôn. Bát vặn, tay cầm của nó là cán gỗ nha. Cán gỗ, nước sơn vẫn còn khá là sáng ạ. Và ngọn cây này là ngọn 3.8 ly, trọng lượng 444g. Cần mã số 7, giá cây này 850.000 nha các anh. Mã số 7, giá 850.000 này. Đây, giá này giá đã sale nha. Những dòng Kenzaki mà hàng carbon như này thì chưa bao giờ có giá dưới 1 triệu đâu nha các anh. Này, mã số 7 này, giá 850. Và tiếp theo mã số 8. Số 8 là một cây 2 khúc của Shimano này. 2 khúc Shimano, đơn âm lăng xê luôn. Cái này sẽ có chiều dài 2m1, độ cứng 50. Có hạ ngọn nha các anh. Hạ đọt xuống nè, hạ đọt khoảng tầm 10cm cho độ cứng nó cao hơn. Thì do nó khoảng tầm độ cứng khoảng tầm 60-70. Cây này của Hàn Quốc xuất Nhật này. Tem vàng vẫn còn đầy đủ. Bát là bát Fuji, bát vặn. Và dàn khuyên đi kèm là khuyên Fuji loại sứ đen ạ. Khuyên Fuji sứ đen này. Ngọn cần hiện tại là 2.7 ly nha các anh. Và trọng lượng của nó sẽ là 262g. Mã số 8 giá 750.000. Cần mã số 8 nha, giá 750.000 ạ. Và tiếp theo mã số 9. Số 9 là một cây cần 2 khúc. Cây này cũng câu biển luôn này. Hàng đã có các anh câu biển này. Chiều dài 2m1, độ cứng 250. Cây này dòng Rithard nha. Rithard này. Nó hơi mờ một tí. Nước sơn có đi theo 5 tháng nè. Chinh chiến chắc cũng khá là nhiều. Cây này đánh biển nha. Này, đầu bu nguyên zin luôn, đầu bu nánh biển này. Còn khuyên sẽ là khuyên Fuji sứ đen, dạng khuyên trung quỳ. Và nó đã thay một khuyên này nha. Đã thay một khuyên này. Này, nó thay cái khuyên sứ xám nha các anh. Sứ xám phát quang này. Này, khuyên trung quỳ. Bó là bó Fuji chữ vàng, bát vặn. Tay cầm cán bần ạ. Cán gỗ bần này. Ngọn 4.2 ly, trọng lượng 385g. Mã số 9, giá cái này 700. Còn mã số 9 giá 700.000 nha. Chất liệu carbon ạ. Và tiếp theo là mã số 10. Số 10 một cây 2 khúc của Alpha Tekker. Cây này của Hàn Quốc xuất Nhật, made in Korea này. 2m4, độ cứng 80 nha các anh. Đánh biển được và nó cũng không có quá cứng. Khi mà đóng cá các anh có cảm giác nha. Thì nó không quá cứng, 80 là vừa này. Ở dưới này thì nó có xước nước sơn nha các anh. Xước nước sơn thôi, nó sẽ không ảnh hưởng đến phô bên trong đâu, còn không dập gãy. 2m4, độ cứng 80. Và bát ra bát Fuji, bát vặn. Dàn khuyên đi kèm là khuyên Fuji loại sứ đen ạ. Khuyên Fuji sứ đen. Và ngọn cần là ngọn 3.6 ly, trọng lượng 288g. Cái này mã số 10 giá 750.000. Cần mã số 10 nha, giá 750.000 ạ. Và tiếp theo là mã 11. 11 sẽ là một cây cần 2 khúc ạ. Cần 2 khúc của hãng Alpha Tekker. Cái này chiều dài 2m4, độ cứng của nó khoảng tầm 80-100 nha các anh. 80-100, cây này chất liệu carbon ạ. Hàng Korea xuất Nhật luôn. Alpha Tekker nha. Và bass là bass Fuji, bass vặn. Tay cầm của nó là cán mút nha các anh. Và dàn khuyên đi kèm sẽ là khuyên Fuji lọ sứ đen ạ. Cái này thì nước sơn của cần còn được khoảng tầm 80% nha. 80-85 này. Có xây xước. Ở đây thì nó có bị muối ăn. Cái này mình về mình vệ sinh được nha các anh. Xịt RB7 này cho nó mềm ra. Rồi mình lấy dao hoặc lấy giấy nhám mình mài là được. Có thể vệ sinh được nha. Ngọn 2.3 ly, trọng lượng 246g. Mã 11 giá cần 750.000. Cần mã 11 giá 750.000. Tiếp theo mã 12 sẽ là một cây 2 khúc carbon này. 2m4, độ cứng 30-50 nha. 30-50, chiều dài 2m4. Cái này của Hàn Quốc xuất Nhật, hãng Alpha Tekker. Cái này thì ngoại hình rất là tốt luôn nha các anh. 85-90%. 85-90% nha. Và ngọn cần sẽ là 1.6 ly. Ngọn 1.6 ly, dàn khuyên đi kèm khuyên Fuji loại sứ xám ạ. Và bát cũng là bát Fuji luôn, bát vặn. Này cần ráp khúc thì ở đây nó sẽ làm nhám nha các anh. Để khi các anh rút ráp vào mình rút ra nó dễ hơn này. Và trọng lượng 250g. Mã 12 giá 800.000.
còn mã 12 nha, giá 800.000 ạ. Và tiếp theo mã số 13, hay một cây cần 2 khúc cho các anh cầu biển nha, cầu biển bạo lực này, Ryobi, chiều dài cần 2m1 và độ cứng của cây này khoảng tầm 150, cứng tầm 150 nha các anh, 120 đến 150. Phôi của nó sẽ là phôi fit, còn dàn khoen đi kèm là khoen Fuji xứ xám ạ. Độ mới cần thì còn được khoảng tầm 80% này, nước sơn cũng tương đối. Và bát là bát Fuji, bát vặn này, bát Fuji nha, khoen bát Fuji hết. Và ngọn cần là ngọn 3.2 ly, trọng lượng 398 gram. Ngọn của nó ngọn đặc, ngọn tháp này, đánh biển rất là tốt nha, độ chịu tải tốt. Mã số 13 giá còn 500.000, còn mã 13 giá 500 ạ. Và tiếp theo mã 14. 14 là một cây 2 khúc. 2 khúc chiều dài 2m4, độ cứng 300 ạ. Này, cây này dòng Super Power nha các anh, phôi carbon xoắn toàn thân. Nước sơn hai màu, màu cam với là màu kem sữa này. Này, kết hợp câu biển luôn nha, câu biển là câu đáy. Câu đáy này, phải chì cao này, nó cứng ngắc luôn nha các anh. Cứng ngắt luôn. Ngọn cần ngọn to, ngọn 4.7 ly. Và dạng khoen của nó sẽ là khoen Fuji xứ xám. Bên này là khoen dạng khoen biển nha, nguyên zin của cần. Khoen cái của nó là khoen Fuji xứ xám này, còn bên này khoen chính hãng cần nha, nguyên zin, nguyên dạng khoen luôn. Bát là bát Fuji chữ vàng, bát vặn này, bát Fuji, bát vặn nha các anh. Ngoại hình thì nước sơn còn được khoảng tầm 80%. Ngọn 4.7 ly, trọng lượng 376 gram, mã 14, giá cây này 1.1.000. Còn mã 14 giá 1.100.000. Tiếp theo mã 15. 15 là một cây 2 khúc 2m7 ạ. 2 khúc 2m7 thích hợp câu biển luôn nha các anh. Đây này thì độ cứng của nó khoảng tầm 50 đến 80. Này, 50 đến 80 nè, nó vẫn còn cái gắn cái khóa liên này. Này, phôi carbon nha, phôi carbon. Và ngọn cây này sẽ là ngọn 2 ly, nước sơn màu đỏ toàn thân này, khoen đi kèm là khoen Fuji xứ xám có phát quang và các đường chỉ nè, và keo của nó vẫn còn rất là chắc chắn này, keo chỉ còn rất đẹp nha các anh. Bát Fuji chữ vàng, bát vặn. Tay cầm dưới này thì được bọc da này, này nó có bị rơi một khoen nha. Tình trạng cần về như nào thì em báo luôn, giá này để cho anh về mình bảo dưỡng nha, gắn lại khoen này, giá theo tình trạng cần hết nha các anh. Còn đây thì họ có làm nhám nha, có làm nhám mình lúc cần ra nó sẽ dễ hơn. Và cái này ngọn 2 ly, trọng lượng 398 gram, mã 15 giá 1.000.000 ạ. Cái này mã 15 giá 1.000.000. Và tiếp theo mã 16 sẽ là một cây cần 2 khúc chất liệu fib này, 2 khúc chất liệu fib câu biển luôn, câu biển bạo lực Suzumi 2m7, độ cứng 100 đến 130 nha. Cái này có 2 khúc, khoen đi kèm của nó là khoen Fuji loại xứ trắng. Ngọn sẽ là ngọn đặc, ngọn thép này. Và ngọn cần cây này 2.6 ly. Ngọn 2.6 ly. Nước sơn thì còn được khoảng tầm 80-85%. Nó có bị chảy xước một chỗ ở đây thôi, còn lại thì nước sơn cũng khá là sáng, 80-85%. Bát Fuji FF7 bát xếp ạ. Và tay cầm được quấn chỉ dài nha các anh, nó quấn chỉ dài hết luôn, cầm rất là chắc tay. Khoen Fuji xứ trắng, bát Fuji, ngọn 2.6 ly và trọng lượng cây này 411 gram, mã 16, giá cần 500.000. Còn mã 16 nha, giá 500.000 ạ. Và tiếp theo mã 17. 17 một cây 2 khúc hàng carbon nha các anh. Cây này 2m7, độ cứng 80, hàng China xuất Nhật này, khoảng New Forest, nguyên zin nguyên bản nha. Các anh đừng nhìn hai màu nước sơn như này bảo là không zin. Này, chỉ là nước sơn nó ở bên cái lóng góc này thì nó sẽ có hai màu này, một màu trơn còn một màu thì có kim tuyến nữa này, nhìn nó hơi khác một tí. Nhà các anh cứ nhìn dàn khoen nha, khoen này đường chỉ này chỉ đen viền xanh, bên này cũng chỉ đen viền xanh, nguyên zin nguyên bản của cần hết. Và khoen của nó là khoen Fuji loại xứ đen, dàn khoen này khoen câu biển nha, khoen rất là chắc chắn, dùng để câu biển này, đầu bu cũng vậy. Ngọn cần sẽ là 3.6 ly và trọng lượng 410 gram, mã 17, giá 700.000. Khoen bát Fuji này, mã 17, giá còn 700.000, chất liệu carbon. Và tiếp theo mã 18 ạ. 18 là một cây 2 khúc 2m7, độ cứng 200. Cây này thì cũng giống cây kia luôn nha các anh, và độ mới của nó thì cao hơn luôn.
Này, độ mới và độ cứng cao hơn rất là nhiều. Này, nguyên zin nguyên bản hết này, các anh cứ nhìn cái đường chỉ này. Này, zin nguyên bản của nó, đầu bu cũng vậy. Cái này ngọn rất là to nha, ngọn cần ngọn 6, ngọn 6 ly. Khuyên sao? Khuyên Fuji xứ đen. Và bát cũng vậy, bát Fuji nè, bát vặn. Bát Fuji nha các. Cái này thì chất liệu của nó là fib nha. Cái này là hàng fib. Lượng carbon của nó rất là ít. Này, cái này thì fib nha các, 2m7, độ cứng 200. Ngọn 6 ly, trọng lượng 557g. Và mã cần số 18, giá 850.000. Cần mã 18, giá 850.000 ạ. Tiếp theo mã 19, một cây 2 khúc. Độ cứng cực kỳ cao luôn. Ryobi này, 2m7, độ cứng 300. Cho các anh câu biển săn hàng và mình tải chì nè, câu đáy được. Ryobi nha, mã có tem vàng vẫn còn đầy đủ. Zin nguyên bản của cần, dàn khoen đi kèm là khoen Fuji, sứ đen, khoen chân quỳ hết ạ. Và ngọn cái này ngọn 4.7 ly. Ở đây thì họ có buộc thêm cái dây này nè, chắc để cầm. Để cầm như này cho nó chắc hơn, nó to hơn. Và bass sao bass Fuji, bass vặn. Cần 2 khúc nha các, 2 khúc câu biển bạo lực, Ryobi. Cây này của Hàn Quốc xuất Nhật. Và trọng lượng cần là 515g, mã 19, giá cái này 1.800.000. Còn mã 19 nha, giá 1.800. Và tiếp theo mã 20. 20 một cây cần 2 khúc này, 2 khúc dây trong đai qua, dòng holder lock. Chiều dài 2m, độ cứng 50. Và cây này là của Đài Loan xuất Nhật ạ. Nước sơn còn 80% nha. Khoen là khoen xích này. Này, khoen xích cho các anh, đầu bu xích chống xoắn luôn. Phôi khá là dày, 2m độ cứng 50. Bát là bát chính hãng Daiwa nha, bát vặn. Và ngọn cần 2.4 ly, trọng lượng 250g, mã 20, giá cần 500.000. Còn mã 20 giá 500.000 ạ. Và tiếp theo mã 21 là một cây rút dây trong nha. Cây này dòng New Forest này. New Forest nhưng mà nó là của Hàn Quốc xuất Nhật nha các anh. Made in Korea. Nước sơn còn 80-85%, 2m7, độ cứng 150. Bát cũng là bát Fuji luôn, bát vặn. Tay cầm mút cứng. Và ngọn cái này sẽ là 3.3 ly. Ngọn to này, 3.3 ly nha, rút dây trong. Ngọn 3.3 ly nha các anh, và trọng lượng 380g, mã 21. Mã số 21 và giá cái này 550.000 nha. Còn mã 21 giá 550.000. Tiếp theo mã 22. Một cây 2 khúc dây trong của hãng Shimano ạ. Shimano, chiều dài cần 2m7, độ cứng 80 nè. Cây này hàng Singapore xuất Nhật. Mã có tem vàng còn đầy đủ. Này, nước sơn thì còn được 80%, 80-85 nha. Và ngọn cây này sẽ là 2.5 ly. 2m7, độ cứng 80, ngọn 2.5 ly. Và trọng lượng 323g, mã số 22, giá cần 650.000. Còn mã 22 giá 650.000 ạ. Này, bát Fuji luôn. Và tiếp theo mã 23 là một cây cần 2 khúc dây trong của hãng Daiwa nè, phôi carbon hết nha các anh. Daiwa holder lock, chiều dài cần 2m7, độ cứng 120, dòng Seabird này, hàng Korea xuất Nhật, mã có tem vàng đầy đủ. Rồi bát của nó bát Fuji luôn, bát vặn. Nè, bát Fuji nha. Khoen sẽ là khoen xích. Ngoại hình nước sơn còn 80-85%. 2m7, độ cứng 120, ngọn 3.2 ly, trọng lượng cây này 395g, mã 23 và giá cần 850.000. Cần mã số 23, giá 850.000. Tiếp theo mã 24. 24 một cây 2 khúc dây trong, 2m4, cây này độ cứng 200 ạ. Này dòng Interline này. Interline nha các anh, và ngọn cần sẽ là 2.8 ly. 2.8 ly cho mình. Và ngoại hình nước sơn còn rất là mới đẹp luôn. Cây này trên 85%, tầm 85-90 nha. Bách hãng, bách vặn này. Và nó có khoen buộc dây bảo hiểm. Ngoại hình nước sơn rất là tốt nha các anh. Ngọn 2.8 ly, trọng lượng 317g. Cây này có mã số 24 và giá cần 750.000. Cần mã 24 giá 750.000. Và cuối cùng mã 25 nha. Mã 25 thì sẽ lên cho các anh một cái ngọn của cây cắm gốc ạ. Này, cây này thì chiều dài thực của nó là 1m95 nha, nhưng mà nó bị mất cái gốc cho nên bây giờ chiều dài thực của nó là 1m55. Cái gốc của nó khoảng tầm 40 cm nha các anh. Độ cứng H này.
độ tải mồi là từ 250 đến 400 gram. Cái này là của Mỹ nha, Made in USA nè, Mỹ xuất Nhật. Và ngoại hình cực kỳ mới luôn nha các anh. Đây là tên hãng này. Ngoại hình nước sơn cực kỳ mới, cực kỳ bóng loáng luôn này, mới ken này. Độ mới rất là cao, cây này trên 90-95%. Chỉ là cái dàn khoen của nó có đánh biển qua nha, cho nên là nó sẽ có bị muối ăn ở chân khoen. Còn bên trong sứ thì không sao hết, sứ của nó sứ xích nha các anh. Này, sứ là sứ xích. Đây là cán bần nè, vẫn còn nguyên siêu chưa bóc luôn. Mới tinh cho các anh luôn nha. Và cây này độ cứng cũng rất là cao luôn ạ. Độ cứng nó khoảng tầm 350 đến 400. Này, 350 đến 400 nha. Các anh lưu ý độ cứng giúp em nè. Nó rất là cứng. Câu đáy nha. Câu đáy tải chì cao, tải 250 đến 400 gram. Khoen đi kèm sẽ là khoen xích ạ. Dàn khoen xích nha. Và ngọn cái này là ngọn 6.6 ly, trọng lượng 464 gram, mã số 8 giá 1.200.000. Mã 8 giá 1.200.000 ạ. Có đi kèm một cái túi. À, một cái túi vải nhung cho các anh lượng cần. Và em xin phép kết thúc video tại đây. Cảm ơn các anh đã xem hết video của kênh em. Ủng hộ em một lượt like và một lượt đăng ký kênh nha. Và đừng quên bật chuông thông báo để không bỏ lỡ video mới của kênh em. Chúc anh đi cầu may mắn và hẹn gặp lại ở video sau ạ.